Bạn có biết những chiếc máy tính đầu tiên có kích thước bằng cả một căn phòng không? Nhưng dung lượng cũng như chức năng của nó lại cực kỳ hạn chế. Trải qua quá trình phát triển, hiện nay laptop là phương tiện công nghệ được ưa chuộng nhất. Không những vì thiết kế đa dạng phong phú, từ nhỏ gọn tiện nghi cho đến hầm hố cá tính. Với cấu hình mạnh mẽ, giúp bạn có thể xử lý được nhiều công việc, đáp ứng yêu cầu của mỗi cá nhân, được cài đặt đầy đủ các ứng dụng và hoạt động được với hiệu suất cao. Vậy toàn bộ thiết kế cũng như lắp ráp chúng như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu xem sao nhé. Bắt đầu là bộ vi mạch của máy. Lúc này, hệ thống sẽ đưa bộ vi mạch vào máy quét, in các chi tiết của mạch theo một cấu trúc nhất định. Trên mạch điện tử phải ghi rõ các bộ phận và đánh dấu rõ ràng vi mạch. Để lắp ráp sẽ không sai hệ thống. Tiếp đến, chúng được đưa qua máy phân tích với ánh sáng laser để nó kiểm tra khoảng cách của từng hệ thống trong bảng vi mạch. Cũng như những lỗi chi tiết hơn, máy kiểm tra xong, vi mạch đạt chất lượng, chúng sẽ được chuyển đến một dây chuyền với 15 cánh tay robot. Lúc này, cánh tay robot sẽ định vị và lắp ráp chính xác 150 chi tiết linh kiện lên bảng vi mạch trong vòng 30 giây, sau đó lại tiếp tục được chuyển đi. Một cánh tay robot khác kết nối con chip vào bảng mạch. Bảng mạch lại được đưa đi. Lúc này, tất cả được hệ thống máy kiểm tra để đảm bảo rằng từng con chip nhỏ đã được đặt đủ và đúng vị trí vào bảng vi mạch. Sau khi kiểm tra chức năng của toàn hệ thống bảng mạch, chúng được đưa đi lắp ráp vỏ ngoài. Các kỹ thuật viên sẽ từng bước lắp ráp các bộ phận lại. Trước tiên, màn hình laptop được dán một tấm nhựa để bảo vệ chúng không trầy xước trong quá trình thực hiện. Sau đó, người thợ cắm cáp vào màn hình để kết nối với bàn phím. Họ đóng màn hình vào khung. Tiếp đó, họ lắp khung hình chữ nhật để đặt webcam và microphone vào màn hình laptop. Cố định tất cả bằng bản lề và sợi dây anten cũng được đặt vào bên trong. Đóng tất cả bằng tấm bảo vệ bên ngoài. Sau đó, màn hình laptop được đưa đi ép một tấm kim loại mỏng. Tiếp theo, những kỹ thuật viên sẽ lắp phần còn lại của laptop. Đầu tiên, với màn hình được lắp xong lúc đầu, họ sẽ lấy chúng và chỉnh bản lề. Sau đó, lắp phần còn lại vào. Họ bắn ốc để cố định giữa màn hình và bàn phím. Tiếp đến là gắn loa trái phải cho lab. Bây giờ, hai cánh quạt tản nhiệt sẽ được lắp vào hệ thống bảng mạch con của lab. Chuyên viên kỹ thuật sẽ lắp chúng lại với vi mạch mẹ có trong bàn phím. Lúc này, họ làm sạch một vài vị trí để lắp module bộ nhớ, Wi-Fi và Bluetooth. Tiến đến, họ gắn pin với công suất cao vào lab để máy có thể hoạt động được lâu. Cuối cùng là đóng lại vỏ ngoài của laptop. Một máy laser sẽ ghi các thông tin bắt buộc vào mặt sau của lab và sẽ có một nhóm không phân biệt tuổi tác đến kiểm tra chất lượng của laptop. Với hình ảnh 3D sắc nét thì sẽ đạt. Và thế là laptop đã hoàn thành. Trải qua một quá trình công phu nên mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Không những từ bàn phím có thể thay đổi màu sắc mà còn có một màn hình sắc nét nữa chứ. Nếu bạn là một người mê chơi game thì đây quả là một chiếc laptop đỉnh cao phải không nào? Ok, hôm nay video của chúng ta kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé!